Chào mừng năm mới 2014, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đã được tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An để người dân có nhiều cơ hội vui chơi, thưởng thức. Tối qua tại quảng trường Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc Hào khí sông Lam với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ và nhân dân thành phố Vinh. Tới dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, đặc biệt là thời gian chuyển giao năm cũ và năm mới. Đó cũng chính là khoảng thời gian thiêng liêng nhất để mọi người dân hân hoan chào đón năm mới. Một sự chuyển giao mới mẻ không chỉ về mặt thời gian mà còn ở mỗi tâm hồn của con người. Quảng trường đêm cuối năm là nơi hội tụ của đông đảo người dân thành phố Vinh để đón chào năm mới, năm 2014, với nhiều ước nguyện cho một năm mới nhiều bình an và may mắn. Bước sang năm mới thì em có một ước nguyện, đó là sang năm mới có một năm mới với tất cả mọi người tràn ngập niềm vui và có một năm thật là an khang và thịnh vượng. Còn đối với gia đình thì em mong gia đình luôn mạnh khỏe và làm ăn phát đạt ạ. Năm 2014 mong muốn nhất là tất cả xã hội trong những cái ta sẽ bài trừ được các tệ nạn xã hội, rồi là để cho mọi người đều vui êm hòa, trong vui vẻ cho cuộc sống. Chương trình Hào khí sông Lam được giản dựng công phu với 3 phần chính. Phần thứ nhất mang tên Chào xuân đã mang lại không khí tưng bừng chào đón xuân mới của quê hương đất nước, với sự tham gia của những nghệ sĩ đến từ nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam và đoàn ca múa dân tộc tỉnh Nghệ An. Phần thứ hai mang tên Nhịp điệu mùa xuân đã đưa khán giả và người xem đến với một không khí xuân vui tươi, trẻ trung, được thể hiện bởi những giọng hát và bước nhảy của các nhóm nhạc nổi tiếng như DJ Phương Nam, nhóm Thời Gian, giải nhì Sao Mai 2011 Phương Thanh, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, cùng với nhiều giọng ca được yêu mến hiện nay như Bé Thu Hà của chương trình Giọng Hát Việt Nhí, quán quân Giọng Hát Việt 2012 Hương Tràm, nhóm Smen, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho các hoạt động văn hóa của năm 2014. Chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng xuân, mừng những thành tựu và sự nghiệp đổi mới của quê hương đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 84 năm qua. Từ đó tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ đồng bào thêm yêu cuộc sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2014. Tại đêm hội, công ty Yamaha Motor Việt Nam đã trao số tiền 50 triệu đồng cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An để hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng trong các đợt mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chương trình đếm ngược đón chào năm mới là phần được mọi người dân chờ đợi nhất. Đây là chương trình lần đầu tiên được tổ chức ở thành phố Vinh. Chương trình được mang tên Khởi động quả cầu may mắn chào đón xuân 2014. Hào khí sông Lam đã tạo nên một không khí tưng bừng đầy sắc xuân chào đón thời khắc chuyển giao năm mới năm 2014 tại thành phố Vinh.